Tiên tri tiết lộ, đúng tháng 9 âm lịch năm Quý Mão 2023, tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974, được trời ban cho lộc lớn, cực may, cực đỏ, trúng số liên tiếp, đổi đời giàu sang, tiền vàng nhét, chật két. Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào quý ông bà, anh chị và đặc biệt là quý tín chủ tuổi Giáp Dần đang theo dõi chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Mến chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, trải qua nhiều thế hệ truyền thừa, giới tiên tri tử vi khám phá ra rằng vận mệnh mỗi người đều đã được định sẵn, có thể được nhận biết thông qua các điểm báo. Từ đó người nào biết được thì có thể đón lành, tránh dữ, nắm bắt được những cơ hội, vận may để chuyển biến vận số của mình tốt đẹp hơn, giàu có hơn. Tuy nhiên, vận trình tương lai của một cá nhân được cho là thiên cơ mà người trần mắt thịt như chúng ta không thể nào tự biết. Có người cả đời chăm chỉ làm lụng tích cóp của cải, đột nhiên vận xui ập đến, bỗng mất sạch tài sản, hoặc ngã trọng bệnh mà không gượng dậy nổi. Đặc biệt hơn hẳn là tuổi Giáp Dần, trước đây đã trải qua biết bao tai ương, khổ ải không cần biết, nhưng đúng tháng 9 âm lịch năm Quý Mão 2023, bất ngờ nắm được thiên cơ, làm ăn trúng lớn, làm gì cũng thông thuận, trúng số độc đắc, đổi đời giàu to, tiền vàng nhét chật két. Vậy, vận trình của bản mệnh Giáp Dần diễn ra trong tháng 9 âm lịch tới đây như thế nào? Cần phải làm gì để nắm được vận may ập đến và trở nên giàu có? Thì ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi luận giải nội dung chi tiết. Trước khi đi vào luận giải nội dung chi tiết, ta cùng tìm hiểu qua đặc trưng tính cách và vận số cuộc đời những người tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974. Nam và nữ sinh năm 1974, Giáp Dần, tức tuổi con hổ, thường gọi là lập định chi hổ, tức hổ tự lập. Mệnh thủy, đại khê thủy, nghĩa là nước khe lớn. Người tuổi Giáp Dần mệnh đại khê thủy là người có trí tuệ thông minh, ham học hỏi, nên ngay từ khi còn đi học, họ đã thể hiện ra mình là một học sinh có kết quả học tập tốt, làm mọi người thán phục và giáo viên hài lòng. Khi trưởng thành, nếu được ở trong môi trường phù hợp, họ là những nhân viên tốt, ham thích nghiên cứu, có vốn kiến thức rộng, khả năng sáng tạo cao. Người tuổi Giáp Dần mệnh đại khê thủy yêu thích sự tự do, thoải mái, không thích bị bó buộc trong những khuôn khổ nào, thích dành thời gian làm những việc mình thích. Nếu được làm những công việc thích chuyên môn, họ sẽ phát huy khả năng của mình mạnh mẽ. Tuy nhiên, Giáp Dần mệnh đại khê thủy lại là người làm việc theo cảm hứng. Nếu có hứng thì sẽ làm rất tốt, nhưng nếu không có hứng thì kết quả sẽ không như ý. Bản mệnh là người có tính cách ôn hòa, hiền lành, nhưng cũng rất khéo léo, uyển chuyển. Họ thích giúp đỡ người khác và cũng coi đó là một trong những niềm vui của mình. Người tuổi Giáp Dần có trí nhớ tốt và tinh thần ham học hỏi. Điều đó sẽ giúp họ thu thập được thông tin, kiến thức ở bất kỳ đâu. Với con mắt nhìn xa trông rộng, những người tuổi này có thể nhìn nhận phân tích vấn đề một cách logic, khoa học, ít khi thấy họ mắc phải sai lầm. Mục tiêu phấn đấu của họ trong suốt cuộc đời là tiền bạc, địa vị và quyền lực. Giáp Dần mạnh mẽ, dễ dàng thích nghi với những áp lực khắc nghiệt của công việc, họ sẽ không cho phép bản thân được tự do nghỉ ngơi, hưởng thụ khi chưa được địa vị quyền lực trong tay. Họ là những con người thời hiện đại, nhưng không bao giờ đi ngược lại với văn hóa của truyền thống. Tuổi Giáp Dần vẻ bề ngoài mạnh mẽ, cứng cáp, nhưng sâu trong nội tâm, họ lại là những người sống giàu tình cảm, họ thật thà, chân thành với mọi người, không bao giờ lừa dối, lợi dụng ai. Giữa đám đông, tuổi hổ năng động, nhiệt tình, nổi bật, thu hút mọi ánh nhìn xung quanh, dường như những người này luôn lạc quan, yêu đời, không bao giờ cảm thấy áp lực, mệt mỏi trong cuộc sống. Cả đời họ, tâm huyết, chăm chỉ làm việc không ngừng nghỉ, hướng tới cuộc sống xa hoa, uy quyền. Người khác sẽ thấy, những người tuổi Giáp Dần giống như một cỗ máy, không bao giờ mệt mỏi với công việc. Thực ra Giáp Dần cũng có lúc mệt mỏi, áp lực, nhưng sở thích và đam mê luôn là động lực để họ tiếp tục làm việc, vươn lên để phát triển bản thân. Tiếp theo là vận trình tổng quan tháng 9 âm lịch của tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974. Tháng 9 âm lịch này, vận khí Giáp Dần lên xuống khá bất thường, có thăng có trầm, có tốt có xấu, bản mệnh được tam hợp quý nhân nâng đỡ, nhiều phúc tinh cao chiếu nên những khó khăn tồn đọng trước đó đều được giải quyết ổn thỏa, làm việc thuận lợi, mọi thứ tiến triển tích cực. Tuy nhiên, con giáp này lại không được nguyệt lệnh ủng hộ nên làm gì cũng phải dè chừng, đảm bảo kết quả thành công mỹ mãn. Trái lại, vội vàng hấp tấp chỉ khiến cho bản thân chuốc lấy thất bại. Tháng này Giáp Dần có tài tinh chiếu mệnh nên thu nhập có sự cải thiện nhất định, tuy nhiên, do vận khí bấp bênh nên vẫn chưa phải thời điểm thích hợp để đầu tư ồ ạt ở quy mô quá lớn, kẻo lợi bất cập hại, làm gì cũng phải biết điểm dừng, kẻo tham thì thâm.
Tử vi tháng 9 năm 2023 của 12 con giáp âm lịch dự báo, phương diện tình cảm của Giáp Dần trong tháng mới có nhiều khởi sắc, tam hợp cục mở ra nhiều mối nhân duyên tốt đẹp. Đặc biệt cho người độc thân, bản mệnh càng chủ động trong các mối quan hệ thì càng dễ gặp may, sớm tìm được người trông lối. Tuy nhiên, sức khỏe trong tháng không được thuận lợi cho lắm, có hung tinh chiếu mệnh khiến thể trạng sa sút, tuổi Giáp Dần có thể chịu ảnh hưởng bất lợi của thời tiết, dẫn đến mệt mỏi về cơ thể, chán ăn, rối loạn giấc ngủ. Ngoài ra, bản mệnh cũng nên cẩn thận khi đi lại, đề phòng tai nạn, va vấp, bị thương. Dựa trên mối quan hệ giữa đương số và lưu niên tháng, đồng thời xét tác động mạnh yếu của hệ thống sao chiếu mệnh mà đoán định hung cát của tuổi Giáp Dần, thông qua bốn phương diện chính là sự nghiệp, tài vận, tình cảm, gia đạo và sức khỏe, cụ thể như sau. Về mặt sự nghiệp, xem tử vi tháng 9 năm 2023 của tuổi Giáp Dần âm lịch, nhờ cục diện tam hợp thái tuế che chở nên công việc của bản mệnh có tiến triển theo khả quan. Bản mệnh có thể thuận lợi giải quyết những vấn đề còn tồn đọng trước đó, gặt hái không ít thành quả rực rỡ. Nếu biết tận dụng những lợi thế đang có, xây dựng mối quan hệ xã giao tốt đẹp, bản mệnh còn được nhiều người giúp đỡ, không chỉ ở thời điểm hiện tại, mà còn về lâu dài. Nếu phải đưa ra quyết định quan trọng, đừng vì cái lợi trước mắt mà mất đi lợi ích lâu dài, cần phải nhìn xa, trông rộng. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi đó, vẫn còn tồn tại những thách thức nhất định dành cho Giáp Dần trong tháng mới. Điềm báo tử vi cho thấy, vận khí của bạn vẫn còn nhiều bấp bênh, lúc tốt lúc xấu, diễn tiến khá khó lường, nên cần phải thận trọng để không rơi vào tình huống bất ngờ, mà để đánh mất cơ hội. Công việc có lúc thuận lợi vô cùng, làm gì cũng đạt, nhưng cũng có giai đoạn động đâu hỏng đó. Càng cố gắng thì lại càng phí công vô ích, rồi cũng có lúc bạn buông xuôi, không làm gì nữa, thì tự nhiên lại có tin vui đến. Cũng bởi nguyệt lệnh tuyệt ở Dần, khiến cát khí của tam hợp bị suy yếu, càng về cuối tháng, công việc càng nhiều áp lực, đòi hỏi tuổi Giáp Dần cần bình tĩnh, sáng suốt mới không phạm sai lầm. Dẫu vận trình lên xuống khó nắm bắt là thế, nhưng cái chính sự thành hay bại là do bản thân quyết định, yếu tố vận mệnh chỉ là phụ, đừng quá đặt nặng may rủi. Một khi bạn hạ quyết tâm và kiên trì theo đuổi mục tiêu tới cùng, sẽ không có khó khăn trở ngại nào ngăn cản nổi bước tiến của bạn. Tháng này còn có bạch hổ hung tinh xuất hiện, bản mệnh sẽ vất vả ngược xuôi hơn nhiều. Đa phần là do tự bản thân phải đứng ra lo liệu công việc nên khó có giây phút nào an nhàn, ngồi yên một chỗ hưởng phúc. Dù vậy, nỗ lực của bạn rồi sẽ đem lại thành quả xứng đáng, gặp khó chớ vội buông xuôi. Nhìn chung, con giáp này làm gì cũng phải dè chừng, đảm bảo kết quả thành công mỹ mãn. Trái lại, vội vàng hấp tấp chỉ khiến cho bản thân chuốc lấy thất bại. Về mặt tài lộc, phương diện tài lộc trong tháng 9 âm lịch, Giáp Dần có tài tinh là thiên tài chiếu mệnh, nên thu nhập có nhiều dấu hiệu tăng tiến, cuộc sống nhờ đó cũng có sự cải thiện nhất định. Nhờ tam hợp cục nên các mối hợp tác làm ăn, quan hệ xã giao tốt đẹp đem tới nhiều khoản lợi nhuận cho con giáp này, tiền bạc thêm phần rủng rỉnh. Người làm công ăn lương sẽ đón tin vui về thăng chức, tăng lương. Người kinh doanh buôn bán có chuỗi ngày làm việc hiệu quả, một ngày có thể đạt doanh thu bùng nổ, làm việc một vài ngày sẽ tiêu cả tháng. Tuy nhiên, nguyệt lệnh lâm tuyệt báo hiệu vận khí bấp bênh, có thể gây ra những biến động lớn về tiền bạc. Tài lộc tuy khởi sắc nhưng không đều, điều này cho thấy tháng này vẫn chưa phải ở thời điểm thích hợp để Sát Dần đầu tư ồ ạt ở quy mô quá lớn. Kẻo lợi bất cập hại, làm gì cũng phải biết điểm dừng, kẻo tham thì thâm. Ngoài ra, bạn cũng nên chú trọng hơn việc tích cóp, kiếm được tiền mà không tích lũy thì tiền núi cũng sẽ cạn kiệt. Bạn nên xây dựng kế hoạch quản lý tài chính thích hợp, nếu không có kinh nghiệm thì có thể nhờ người thân, người đáng tin cậy để tay hòm chìa khóa giúp đỡ mình. Về mặt tình cảm, gia đạo, tháng 9 năm 2023 âm lịch, nhân duyên rộng mở nhờ tam hợp nâng đỡ, phương diện tình cảm Giáp Dần cũng có nhiều dấu hiệu khởi sắc tích cực. Cục diện thái tuế này mở ra nhờ cuộc gặp gỡ bất ngờ, nhưng rất có tiềm năng cho người độc thân. Sức hút của bạn lan tỏa, đi đâu cũng được mọi người dành sự yêu mến, ngưỡng mộ. Tháng này, người độc thân càng chủ động trong các mối quan hệ thì càng dễ gặp may, sớm tìm được người chung lối. Song tính tình người tuổi Giáp Dần đôi khi mạnh mẽ quá mức cần thiết, cũng có xu hướng áp đặt người khác, bảo thủ và kén chọn trong chuyện tình cảm. Với những ai hiểu bạn thì không sao, người không hiểu bạn sẽ cho rằng bạn chảnh, không tôn trọng họ, gây ấn tượng xấu. Bạn nên điều chỉnh lại bản thân ở mặt này để nhân duyên rẽ lối dẫn đường. Trái ngược với người độc thân, tình cảm lứa đôi vẫn tồn tại nhiều bấp bênh, chưa thể ổn định được. Nguyệt lệnh lâm tuyệt khiến tính tình con giáp này có phần cứng nhắc, suy nghĩ bế tắc, không thông suốt, tâm hồn khô cằn, thiếu sự lãng mạn,
là rào cản lớn khiến tình yêu lứa đôi gặp trở ngại. Vì vậy, hai bạn dành nhiều thời gian để chia sẻ và hiểu nhau hơn. Người đang trong quá trình tìm hiểu, nếu tính chuyện hôn nhân lúc này chưa phù hợp, nên cân nhắc kỹ trước khi đưa ra quyết định. Về mặt sức khỏe, tử vi tháng 9 năm 2023 của 12 con giáp âm lịch cho biết, tháng Giáp Dần có hung tinh nguyệt lệnh chiếu mệnh, lại không được nguyệt lệnh ủng hộ, nên sức khỏe có phần sa sút khó đoán, thời trang không lý tưởng, tuổi Giáp Dần có thể chịu ảnh hưởng bất lợi của thời tiết, dẫn đến mệt mỏi về cơ thể, chán ăn, rối loạn giấc ngủ. Bản mệnh còn chịu tác động của hung tinh Bạch Hổ, dễ vướng phải những xui xẻo như té ngã, bị các vật nhọn đâm dẫm tới họa huyết quang. Bản mệnh sắp xếp đồ đạc trong nhà gọn gàng, để dao kéo vào chỗ kín, hạn chế tai nạn bất ngờ có thể xảy ra. Sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tuần và cẩm nang vượng vận dành riêng cho Giáp Dần, sinh năm 1974, trong tháng 9 âm lịch 2023. Tử vi tuần 1, tuổi Giáp Dần, tháng 9 âm lịch 2023. Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp, tuổi Giáp Dần có một tuần sinh động, đón tin vui liên tiếp về cả phương diện học hành, công việc và cả tình yêu. Không còn thấy hình ảnh của một người ủ rũ ưu phiền nữa, tuần này sẽ thấy tuổi Giáp Dần lột xác thành người mới và sức sống tràn trề, nguồn năng lượng bùng nổ, làm gì cũng hăng hái, nhiệt huyết và đạt thành công bất ngờ. Công việc cũng như thời tiết, lúc thế này lúc thế khác, điều quan trọng là Giáp Dần phải điều chỉnh được cảm xúc của mình. Dù việc nhiều hay ít, dễ dàng hay khó khăn, chỉ cần bạn lạc quan sẽ nhanh chóng tìm ra hướng giải quyết. Bí quyết thành công của con giáp này chính là đây, trong thứ 3 và thứ 6, vận quý nhân đạt mức đỉnh điểm, bản mệnh gặp nhiều may mắn trong công việc. Nếu biết chớp thời cơ, thể hiện năng lực của bản thân, con đường tiến thân về công danh của bạn ngày càng rộng mở. Người kinh doanh buôn bán sẽ thu nhiều nguồn lợi trong tuần, tài lộc dồi dào, tiền trong túi lúc nào cũng rủng rỉnh. Bạn có thể nghĩ tới chuyện hợp tác với người tuổi Dậu hoặc Mão để thu về nhiều lợi nhuận hơn nữa. Họ chính là quý nhân, đồng thời là đối tác có tiềm lực kinh tế mạnh mẽ, giúp đỡ rất nhiều cho con đường làm giàu của bạn. Tuy nhiên, trong tuần có sự xuất hiện của Thiên Cầu hung tinh, ảnh hưởng chủ yếu tới phương diện sức khỏe, bản mệnh cần chú trọng việc ăn uống, dưỡng sinh và tập luyện thể thao để phòng một số bệnh truyền nhiễm như cảm cúm, sốt virus, sốt xuất huyết. Cẩm nang vượng vận, quý nhân, Ngọ, Tuất, tiểu nhân, Thìn, Tỵ. Màu sắc may mắn, xanh lá cây, nâu. Con số may mắn, 68, 09, 45. Tử vi tuần 2, tuổi Giáp Dần, tháng 9 âm lịch 2023. Tuần này, người tuổi Giáp Dần ung dung tự tại, nhàn hạ hơn rất nhiều, tiến trình mọi việc đều diễn ra theo ước muốn của bạn. Không cần lo nghĩ quá nhiều, thay vào đó cứ tập trung làm việc theo kế hoạch đã đặt ra, không phải vắt óc suy nghĩ mà hiệu quả lại cao. Đây là thời điểm lý tưởng để bản mệnh triển khai những ý tưởng sáng tạo hay dự án mới, khởi nghiệp cũng là lựa chọn phù hợp. Vận trình trong tuần của Giáp Dần khá sáng, hãy kiên trì theo đuổi mục tiêu, thành công sẽ sớm mỉm cười với bạn. Người làm chủ, kinh doanh, buôn bán, có một tuần làm ăn vào cầu, tài lộc ùn ùn kéo tới, nhất là những công ty vừa mới thành lập không lâu, sẽ có cơ hội hợp tác với đối tác tiềm lực kinh tế vững mạnh, mọi việc đều diễn ra suôn sẻ, nghề tay trái đều lý tưởng. Dù phải chi tiêu khá nhiều, có nhiều khoản chi phí phát sinh, nhưng bạn vẫn rủng rỉnh vì luôn luôn có được sự chuẩn bị kỹ càng chu đáo. Vì sức khỏe của tiểu hao hung tình quá lớn, nhưng cũng đừng vì thế mà lơ là, ra đường mang theo một ít tiền mặt và nhớ đừng tỏ thái độ khoe của, kẻo tiền mất tật mang. Cẩm nang vượng vận, quý nhân, Thân, Mão, tiểu nhân, Tỵ, Hợi. Màu sắc may mắn, trắng, đen. Con số may mắn, 56, 09, 46. Tử vi tuần 3, tuổi Giáp Dần, tháng 9 âm lịch 2023. Vận trình tuần này và tuần trước của người tuổi Giáp Dần có sự hoán đổi cho nhau, các chỉ số hung vận và cát vận thay thế vị trí của nhau. Nếu tuần trước bản mệnh sở hữu vận trình rực rỡ, tuần này vận khí đi xuống làm gì cũng phải thận trọng, kẻo rước họa vào thân. Ngay từ đầu tuần, tinh thần làm việc của bạn đã có dấu hiệu xuống dốc, bản mệnh tỏ vẻ bất mãn với những quyết định của cấp trên, không hài lòng với công việc hiện tại, bạn cho rằng bản thân đã cố gắng và cống hiến hết mình vì tập thể rất nhiều, nhưng lại không nhận được là bao, nghĩ nhiều thành ra luẩn quẩn, tiêu cực, ảnh hưởng xấu tới kết quả công việc. May mắn mệnh chủ nương nhờ thiên đức cát tinh, công việc vẫn tiến triển đều đều, chưa tới mức trì trệ hoặc phạm phải sai lầm lớn. Hàng loạt những nỗi lo về tài chính và định hướng trong sự nghiệp, bào mòn sức khỏe của Giáp Dần ghê gớm. Trong tuần,
Bạn nên dành nhiều thời gian chăm chút cho bản thân hơn, tránh xa những rắc rối, thị phi trong công việc, làm nhiều nói ít, giữ đầu óc thảnh thơi. Đời sống hôn nhân gặp phải không ít trở ngại, vợ chồng cãi vã vì chuyện liên quan đến tiền bạc, các mối quan hệ gia đình, nên nhớ lùi lại một bước biển rộng trời cao, nhượng bộ để có được bình an cũng xứng đáng. Vợ chồng mới cưới khó tránh khỏi bất đồng, dù trong tình huống nào, hai bên cũng không nên to tiếng trước mặt người khác để giữ thể diện cho nhau. Cẩm nang vượng vận, quý nhân, thân, tuất, tiểu nhân, tỵ, dậu. Màu sắc may mắn, đen, xanh da trời. Con số may mắn, 22, 09, 65. Tử vi tuần 4, tuổi Giáp Dần, tháng 9 âm lịch 2023. Tử vi tuần mới báo hiệu, một tuần khá dễ chịu với Giáp Dần, tuy không thể thiếu được những khó khăn, nhưng với tâm thế thoải mái và tự tin, bản mệnh hoàn toàn có thể vượt qua, chiến thắng những thử thách. Và đặt ra chính tài xuất hiện, lại là thực thần theo sau bảo hộ, vận trình tài lộc tăng tiến khá nhanh. Mọi chuyện bạn lên kế hoạch đều được thực hiện khá suôn sẻ và mang lại cho con giáp này nguồn thu ổn định. Tuy nhiên trong tuần, vẫn đang có kiếp tài ẩn nấp, nên có thể xảy ra một vài rắc rối rất nho nhỏ về tài chính. Song chỉ cần bạn có thể vững vàng ý chí, thì đều có thể hóa hung thành cát. Công việc không có quá nhiều điều phải lo lắng, thái âm cát tinh phù trợ cho công việc lẫn nhân duyên, đặc biệt là nữ mệnh, bạn quá may mắn khi được lòng mọi người xung quanh. Đi đâu cũng có người giúp đỡ, nên công việc tiến triển hanh thông thuận lợi, đừng để ưu thế của mình mất đi, mà hãy biết tận dụng thế mạnh nhân duyên của bản thân. Được Thái Dương ưu ái trợ lực, soi đường dẫn lối, Giáp Dần thông tuệ nhanh chóng tìm ra định hướng công việc, ủng hộ, củng cố con đường công danh. Sự nghiệp, một khi công việc thuận lợi, tài lộc cũng vì thế mà phất cao, tiền bạc song sinh không phải ưu sầu, lo lắng. Sức khỏe của những người tuổi Giáp Dần nhìn chung là ổn định, tuy cần phải lưu ý các bệnh liên quan đến hệ hô hấp như ho hắng, viêm phổi. Thời tiết nắng nóng việc sử dụng điều hòa là không tránh khỏi, ngồi điều hòa quá lâu cũng là nguyên nhân khiến tình trạng viêm họng ngày càng nghiêm trọng. Hơn nữa, vấn đề về da dẻ cũng trục trặc nên hạn chế được thì càng tốt. Cẩm nang vượng vận, quý nhân, mão, ngọ, tiểu nhân, dần, tỵ. Màu sắc may mắn, trắng, xanh lam. Con số may mắn, 12, 65, 09. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, qua câu chuyện nước giếng và nước sông sau đây, để thấy rằng cứ mỉa mai sự yếu kém của người khác, thực ra lại đang tự làm tổn thương chính mình mà thôi. Câu chuyện nước giếng và nước sông. Chuyện kể lại rằng, có lần nước giếng tình cờ gặp được nước sông và cả hai cùng tỏ ra khá bất ngờ vì cuộc hội ngộ này. Nước giếng lên tiếng chào hỏi trước, nhưng giọng điệu không giấu được sự tò mò, hoài nghi. Bạn ơi, bạn là ai thế? Nước sông đáp, chào bạn, mình là nước sông, bạn cũng biết mình, còn bạn là ai vậy? Nước giếng trả lời kèm theo một câu hỏi, mình là nước giếng, sao lại lạ vậy nhỉ? Tại sao có nước giếng rồi, mình vẫn còn có cả nước sông cơ chứ? Nước sông không chịu nhường nhịn, lập tức đáp lời, thế bạn không biết rồi, nếu không có nước sông thì vạn sự vạn vật đều không thể sinh tồn được. Trong nước sông của mình có chứa nhiều sinh mệnh khác nữa, hằng hà sa số là các loại cá và sinh vật khác, có phải có nước sông để tồn tại. Thế nước sướng của bạn có làm được gì không? Vì theo tớ thấy, dù không có các cậu, thì thế giới vẫn phồn hoa đấy thôi. Nước giếng nghe xong liền nói, nước sông các bạn có thể đi đến từng ngóc ngách của thế giới không? Vậy mà nước giếng chúng mình lại có thể làm được. Thế này nhé, bất kể là ở nơi đâu, chỉ cần đào đất lên là chúng mình có thể phục vụ nhu cầu của mọi người rồi. Hơn nữa, con người có thể lấy hoài cũng không hết, dùng hoài mà vẫn còn, không có nước sông các bạn thì vạn vật vẫn sống tốt thôi. Có một người khách du lịch đi ngang qua và nghe được câu chuyện nước giếng và nước sông, người này mới nói với cả hai rằng, hai người tranh giành nhau thì có ích gì cơ chứ, kỳ thực hai bạn đều rất quan trọng, mỗi một dòng nước đều là một bộ phận không thể thiếu trên thế giới này. Các bạn có biết cả hai tại sao lại phát sinh tranh luận với nhau không? Là vì trong tâm cả hai chỉ có chính mình, chỉ coi mình là quan trọng. Đều là lấy sở trường của mình mà so với khuyết điểm của người khác. Nếu biết nhìn vào sở trường của người khác thì mới thấy bản thân mình lúc nào cũng còn thiếu kém. Nước sông và nước giếng nghe xong thì đều xấu hổ và làm hòa với nhau. Kể từ đó, cả hai sống vui vẻ hòa thuận và tương trợ cho nhau, mang lại lợi ích cho nhiều người hơn nữa. Tâm phân biệt so sánh. Chúng ta dùng tham ái và si mê để so sánh với cái khác, nên sự phân biệt lớn nhỏ và người sang kẻ hèn, người khôn kẻ dại. Lời dạy về giá trị con người đã chỉ ra rằng, mỗi người có một vai trò nhất định trong cuộc đời này, do đó, mọi sự so sánh đều chẳng đáng và cũng không cần thiết. Do đó, nếu người may mắn có cả bố lẫn mẹ,
thì đừng chê người ta là con hoang. Nếu có được gia đình hạnh phúc, cũng đừng coi thường những người đã ly hôn. Cũng đừng khinh thường những người bất hạnh trong hôn nhân, càng không nên đào bới vết thương của người khác. Bởi mỗi người trong chúng ta đều có sự lựa chọn cho riêng mình và tự chịu trách nhiệm với nó. Nếu không thông cảm được thì cũng đừng khiến họ thêm đau đớn. Tâm phân biệt so sánh cũng là khởi nguồn cho lòng đố kỵ, một tâm vô cùng xấu và có thể gây ra nhiều hậu họa. Con người chị đang làm khổ nhau thêm vì tâm tham lam, ích kỷ, hẹp hòi, vì tâm si mê ganh ghét, muốn bảo vệ quyền lợi cho chủ nghĩa cá nhân của mình mà thôi. Thực ra, nếu có cái nhìn bao quát hơn, chúng ta sẽ nhận ra rằng cuộc sống cuộc đời cơ bản cũng chẳng hề khác biệt, chỉ là bạn cứ để tâm phân biệt so sánh làm lu mờ trí tuệ của mình mà thôi. Theo như Đức Phật nói, thì tất cả chúng ta cũng chỉ là một thể đồng nhất, dù là doanh nhân thành đạt hay một người đầy học thức, cho tới người sửa xe đạp, quét rác, cũng không khác nhau là mấy, chẳng ai hơn ai, cũng chẳng ai thua kém ai, doanh nhân cũng phải vất vả kiếm tiền, người quét rác vẫn chăm chỉ mỗi ngày để mưu sinh. Có thể thấy, cả cuộc đời mình, mục tiêu và ý nghĩa cuộc sống của tất cả họ đều nằm trong một vòng tuần hoàn, cơm áo gạo tiền, truy tìm hạnh phúc mà thôi. Học học để hiểu rằng, những điểm tương đồng bên trong mọi vật, tất cả đều thật sự tương đồng, đều trống rỗng, thấy mọi người như nhau, không tốt, cũng không xấu, không thông minh, cũng không ngu dốt. Khi đã học được, biết được sự tương đồng bên trong mọi vật, lúc bấy giờ, bạn sẽ biết cách cư xử, đối diện với những bất đồng bên ngoài một cách khôn ngoan và hiểu biết, nhưng cũng đừng dính mắc với sự tương đồng nữa. Vì quá sân si nên ta chẳng cần để ý tới vấn đề của mình, nhưng rất hào hứng về chuyện người khác, đặc biệt chớ vội đánh giá ai qua lời của người khác, kẻo chính bạn nhận về trái đắng. Ngày nay, sự thuận tiện của mạng xã hội nên nhiều người còn tỏ vẻ hả hê, bới móc cái xấu của người khác mà chê bai, lôi cả những chuyện trong quá khứ ra để đánh giá một con người, như thể trên đời này chỉ toàn những kẻ xấu xa vậy. Sự thật thì, phàm là con người thì ai chẳng có lỗi lầm, nếu cứ mãi miết đi chỉ ra vấn đề của người khác, còn tâm mình thì hoang vắng, cỏ mọc đầy lối lại không quan tâm, thì thật là dại khờ. Đến khi bản thân mình bị người khác chê bai ngược lại, thì nổi giận, hoang mang, sợ hãi, cuối cùng chính mình đã rơi vào cái bẫy của mình đã bày ra, lúc này có hối hận cũng đã quá muộn màng. Nếu người ta có lỗi thật, thì không thoát khỏi nhân quả báo ứng, chẳng cần bạn phải lên tiếng, đừng vì lỗi lầm của họ mà bạn lại trở thành người phạm lỗi, tự rước họa vào thân. Thế nên cần biết, làm người hãy bao dung, bỏ qua lỗi lầm của người khác, buông tha cho đối phương cũng là mở ra cho mình một con đường. Có câu nói rằng, làm người chừa lại một lối đi, ngày sau còn dễ gặp mặt, chừa lại một chút đường lui và bậc thềm cho tương lai, là người điềm đạm, sống thật tâm mình. Những ai còn thích chê bai thì chỉ chiết người khác, thực ra đang cho thấy sự thiếu tu dưỡng của họ mà thôi. Vì người hiểu biết sẽ hiểu rằng, cuối cùng thì dành thời gian để sửa mình, chứ không nên lãng phí công sức để đi sửa người khác. Thực sự có tu dưỡng, người đều sống khiêm tốn, không tùy tiện hiển lộ tài năng hay chê bai người khác. Đừng cho rằng mình là kẻ thay trời hành đạo. Một trong những điều đại kỵ nhất trong đạo làm người của mình là tự cho mình cao quý mà xem thường người khác, đừng kiêu ngạo xem thường người khác. Một cái ly được xem là lớn khi so sánh với một cái chén nhỏ, nhưng khi đặt cạnh cái bình thì ly không còn lớn nữa. Vâng, quý vị thân mến, vừa rồi là tử vi tháng 9 âm lịch, năm Quý Mão 2023 của tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974. Hy vọng quý độc giả sẽ có được cho mình những thông tin hữu ích về tử vi tháng 9 âm lịch năm 2023 này. Quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận được nhiều thông tin hữu ích từ chúng tôi nhé. Trước khi khép lại chương trình, Minh Đường Tử Vi chúc quý vị tháng mới luôn may mắn, bình an, bứt phá về tài lộc, giàu sang, phú quý. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.